好，你们好，我们学一些，生词吧。你待会我们说的没连关联的将是，福建将是个发达，那种啊，那点那个视频，那都将是福建那种视频，视频品的产品，视频的装饰，那将是的女装饰品，对了，将是女，那个装饰，来，将是。等我一下。装饰，女装饰品，装饰女。来，女装配件，附件，配合，那个都配，就是配合了，配合。你配件，那个零件，配合，就个体，女装，gọi tắt của từ女装饰品，女装配件、phụ kiện、đồ phối ở trên quần áo,首饰cũng là trang sức,首饰cũng là trang sức,首饰, nó đồng nghĩa với từ trang sức, trang sức cũng là trang sức, thấu饰, phụ kiện tóc thì thấu là đầu, sức vẫn là trong từ trang sức, thấu饰là những cái kẹp tóc ở trên đầu nói chung, thấu hoa là hoa cài đầu, hoa là bông hoa, thì thấu hoa là hoa cài đầu. Pha su, su là cái lược, thì pha su là lược chải tóc. Pha trong từ thấu pha là tóc. Su là cái lược, thì pha su là lược chải đầu, chải tóc. Pha chan, chan là cái châm cài tóc, thì pha chan là châm cài tóc. Chuyển chai cũng là châm cài tóc. Chuyển chai, chai là cái ghim, cái vật nhọn. Đấy. Chuyển chai. Pha chảo, chảo là cái chảo, hay là như cái lồng bàn ấy. Phan chảo là cái lồng bàn, thì pha chảo là cái chụp lên trên đầu thì gọi là pha chảo, là cái chùm đầu. Pha su là buộc tóc, su là buộc, pha su là cái buộc tóc. Chả pha, chả là giả, chả pha là tóc giả, như thế nói là pha như thấu pha là tóc, thì chả pha là tóc giả. Xiang phí chin là nịt buộc tóc, xiang phí chin nịt buộc tóc. Phí là bì là da, chin là cái dây buộc, xem phí chin. Pha chả kẹp, chả là cái kẹp, pha chả là cái kẹp tóc. Trên này có hai cái âm đọc, đọc là khả là cái thẻ, đọc là chả là cái kẹp, pha chả là cái kẹp tóc. Khoáng quan là vương miện, khoáng là hoàng là vua, quan như từ quan chuyên như là quán quân, thì khoáng quan là cái vương miện. Ở sự là hoa tai, ở sự hoa tai. Ở khoán, hoàn tức là cái hình tròn, bông khuyên tai hình tròn nó gọi là ở khoán. Ở chuỗi, bông tai khuyên tai, ở chuỗi. Ở tinh, khuyên đinh, khuyên đinh, tinh là cái đinh đóng ấy. Ở tinh là cái khuyên đinh. Ở trọ là cái bịt tai, trọ là bịt mà, trọ, ở trọ cái bịt tai. Ở xiển, xiển là tuyến, là cái dây nhỏ, tức là hoa tai dạng dây mảnh dài, gọi là ở xiển trang sức dài. Ở tiểu, tiểu là hoa có hai mặt to, gọi là ở tiểu. Xiang liền, xiang liền thì nó rất hay dùng, liền là liên, tức là cái dây xích, xiang liền là dây chuyền vòng cổ. Chin xiang liền, khoáng chin xiang liền là dây chuyền vàng. Xiang chuyên, choker, cái này tôi không rõ lắm. Xiang chuyên tức là cái dây chuyền dạng tròn đấy, đều là xiang chuyên. Xiang chuỗi, dây chuyền có hai mặt dây, là xiang chuỗi. Tráng máu y liền, dây chuyền thời trang. Tráng máu tức là lông lông dài, lông vũ dài, y liền. Tráng máu y liền. Teo chuỗi, mặt dây chuyền. Teo chuỗi, teo là treo, chuỗi là cái hình mặt, teo chuỗi mặt dây chuyền. Liền dự là dây chuyền, tương tự từ xiang liền, chỉ có dây nhưng lại không có mặt. Sư chin, chin là cân, là cái khăn. Sư chin, sư là tơ lụa, sư chin là khăn lụa. Giao tải, giao tải thắt lưng, tải là cái dây, giao là lưng, cái phần lưng. Giao tải là dây thắt lưng. Giao chin, khăn quấn ngang hông. Đấy, chin là cái khăn đúng không? Eo là cái lưng, eo chin. Eo liền, dây đeo ngang bụng, thì liền là cái dây.
dây trang sức đeo ngang bụng, như cái dây vàng đeo ngang bụng nhỉ, ta gọi là giao liền. Sẩu sư, sẩu là tay, sẩu sư là phụ kiện đeo trên tay, có thể là đồng hồ, dây chuyền, lắc, nói chung là sẩu sư. Sẩu chúa là vòng tay, cái kiềng tay, sẩu chúa. Sẩu liền, vòng tay, lắc tay, kiểu dây mọc, sẩu liền. Liền vẫn là cái dây đúng không ạ? Pì khoán, vòng đeo bắp tay, là pì khoán, khoán là hoàn là vòng đúng không ạ? Pì khoán, vòng đeo bắp tay. Sẩu biểu, đồng hồ, biểu là biểu là đồng hồ. Sẩu là tay, thì đồng hồ đeo tay thì gọi là sẩu biểu. Chả, chử giá, chử là ngón tay, còn giá là giáp, tức là cái xương cốt, thì chử giá nghĩa là móng tay. Chả chử giá, móng tay giả, chả chử giá. Sẩu thảo, thảo là cái bao, cái túi, thì sẩu thảo là găng tay. Sẩu thảo, găng tay. Chìa chỉ, chỉ là ngón tay, thì chìa là cái nhẫn, chìa chỉ là cái nhẫn. Chìa chỉ. Chữ khoán cũng là cái nhẫn, khoán là hoàn là vòng tròn, chữ khoán cũng là cái nhẫn. Pi chen, pi chen là khăn choàng vai, chen là chen bảng là cái vai, pi chen khăn choàng vai. Chảo sư phụ kiện đeo chân, sư vẫn là trong từ trang trang sức ở trang sức, thì chảo sư tức là cái chảo là cái chân, chảo sư phụ kiện đeo chân. Chảo liền, liền là dây, thì chảo liền là vòng chân, lắc chân. Chảo chúa, vòng chân, kiềng chân, chảo chúa, chảo chúa. Thí bao, thí bao là cái túi, thí bao, túi sách, thí bao, sẩu thí bao, túi sách tay. Yển chỉnh, kính mắt, chỉnh là kính, yển yển là mắt, yển chỉnh là kính đeo mắt. Mua chỉnh, mua là mực, là đen, mua chỉnh là kính râm, mua chỉnh, kính râm. Thải dáng chỉnh cũng là kính râm, nhưng mà thải dáng là mặt trời, tức là kính chống tia UV mặt trời, thải dáng chỉnh. Mạo chữ, mạo chữ là cái mũ, mạo chữ. Thái dương mạo, mũ đi nắng, thái dương mạo. Bí sư, bí sư, bí là mũi, bí sư phụ kiện đeo mũi. Bí tinh, bí tinh là cái tinh là cái đinh, bí tinh là khuyên mũi. Bí khoán, khoán là hoàn, là cái khuyên đeo mũi, là bí khoán. Xiao chinh zi, chinh zi là cái gương, xiao chinh zi là cái gương nhỏ. Sung chân, là sung chân là cái áo, cái kim cài ở ngực là sung chân, là cài áo, cài áo. Sung khoa, sung là ngực mà sung khoa là hoa cài ngực. Sung trang, trang là chương, trong đó vân chương, thì sung trang là huy chương. Niểu khẩu, niểu khẩu là cái khuy, khuy cúc là niểu khẩu, niểu khẩu, khẩu là cái cúc mà. Sẩu chi liền, móc treo điện thoại, liền là cái dây, sẩu chi liền là móc treo điện thoại. Sẩu chi qua sư, qua sư là phụ kiện treo, thì sẩu chi qua sư là phụ kiện treo điện thoại. Bảo chư sẩu sư xiang, chu bảo sẩu sư xiang. Chu bảo tức là quý giá, chu là châu, là viên chân châu, bảo là như bảo quẩy là quý giá, thì chu bảo tức là quý giá. Sẩu sư là trang sức, xiang là cái hòm. Chu bảo sẩu sư xiang, hộp đựng trang sức. Bao quả, bao quả là dây đeo túi sách, bao quả. Tu chí tinh, khuyên rốn. Tu chí, tu là bụng, tu chí tức là cái rốn. Tu chí tinh tức là cái khuyên rốn. Sứa tinh là khuyên lưỡi, sứa là lưỡi, sứa tinh khuyên lưỡi. Lỉnh khoa, lỉnh khoa, lỉnh là lãnh, lãnh trong lỉnh tại là cà là vạt, thì lỉnh khoa là nơ cà là vạt. Lỉnh khoa thì là nơ đúng hơn, còn lỉnh tại mới là cà là vạt. Xiao su zi, su zi là cái lược, xiao su zi là chiếc lược nhỏ. Khoa trang bao, bao là túi, khoa trang là hóa trang, túi đựng đồ trang điểm, khoa trang bao. Còn nếu mà hộp đựng đồ trang điểm gọi là khoa trang xiang, khoa trang xiang. Hậu giảng đến đây, Rong xin giảng到这. 好，祝你们学得好，再见。